tên là hoa mai xanh, mà tiếng nào các bạn không biết. Hoa rất là đẹp, diện chùm dài có thể là từ 30-40cm. Hoa quanh năm liên tục, hết đợt này thì sẽ có đợt khác đeo hoa. Cây cổ thụ, cây lâu năm rồi, nó trên 20 năm tuổi, chiều cao tổng nó là 4m, cái gốc nó là được 40cm. Cái đường kính của cây được là 2m. Đối với cái loại này thì mình có hai dạng, một dạng là mình trồng trực tiếp ở trong chậu cây bonsai, một dạng thì mình có thể là trồng dạng leo. Thì giá chỉ từ là 150 thôi. Đó, cây này thì nó chưa phân nhánh. Còn nếu như mọi người chọn cái cây mà phân nhánh phát triển mạnh hơn rồi thì cây này là 250 bonsai. Nó có bộ rễ rất là đẹp. Đó, cái bộ rễ nó lộ lên này, đang có hoa. Hoa nhiều đợt rồi, giá chỉ từ là 250 thôi, có hỗ trợ là ship hàng toàn quốc. Cây có khả năng leo rất là nhanh, mình trồng trang trí cái bờ rào đó, rau thạch cơ ở trên, trồng ở khu vực đó ban công sân thượng đều được. Cây rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Hotline 0962347777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn. Địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn.